Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Vợ thân tín tiết lộ anh ấy bảo đưa anh về nhà đi, anh nghĩ không ổn rồi. Sáng ngày 26 tháng 2, thông tin nghệ sĩ thương tín bất ngờ phải nhập viện vì bị đột quỵ khiến cho công chúng không khỏi bất ngờ, thương cảm. Chiều cùng ngày, người nhà của thương tín và nhiều phóng viên báo chí YouTuber đã có mặt tại bệnh viện. Chia sẻ với báo chí, công chúng và YouTuber, vợ kém 34 tuổi của nghệ sĩ thương tín cho biết: anh thương tín bảo đưa anh về nhà đi, anh nghĩ là anh không ổn rồi, điều trị tốn tiền lắm. Lúc tôi vào bệnh viện, anh thương tín đã tỉnh lại và hỏi đang ở đâu. Tôi nói anh đang nằm ở bệnh viện, thì anh ấy bảo đưa anh về nhà đi, anh nghĩ là anh không ổn rồi, điều trị tốn tiền lắm. Tôi nghe vậy mới nói: sao lại không ổn, còn nước còn tát, anh cứ nằm ở đây đi, bác sĩ không cho về đâu, anh cứ nằm ở đây, rồi em sẽ nhờ mọi người kêu gọi giúp đỡ. Các nghệ sĩ cũng bảo sẽ hỗ trợ, nhưng tôi không có tài khoản ngân hàng. Em trai tôi vừa dẫn tôi đi làm chứ tôi không biết làm. Giờ tôi có tài khoản rồi, nhưng chưa lấy được thẻ. Việc anh thương tín vào viện mà không có người nhà đi, cũng là do anh ấy ở trên Sài Gòn này, có một mình, cuộc sống buộc phải như vậy chứ tôi đâu muốn thế. Anh em nghệ sĩ hai hàng xóm chơi lâu, đều hiểu được chuyện này. Từ lúc anh thương tín chưa bệnh, tôi đã bảo anh ấy về quê sống cùng tôi, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, nhưng anh ấy không chịu về, vì sống ở Sài Gòn quen rồi. Suốt một năm trời, tôi cứ ở đây đi theo anh ấy đóng phim, nên trẻ học cho con nhỏ. Tôi thấy vậy nên mới quyết định đưa con về quê học, thỉnh thoảng nghỉ lễ là đưa con lên Sài Gòn chơi vài ba bữa. Cuộc sống trên Sài Gòn này khó khăn như thế, không sống được một mình vợ chồng tôi còn được, chứ có con nhỏ nữa thì không chịu được, con tôi theo ba lắm. Anh thương tín này bị té xỉu, đang đứng thì gục xuống. Bệnh tình tai biến của anh thương tín đã phát hiện nguy cơ từ lâu rồi. Anh ấy hay bị té xỉu, đang đứng là gục xuống. Mùng 2 Tết vừa rồi anh ấy định về quê chơi, nhưng mùa dịch người ta cách ly không cho về. Tôi hỏi thăm thì anh ấy bảo mới té ngã xong. Tôi nghe như vậy là biết có điềm rồi. Tôi cũng có mua thuốc bổ thần kinh cho anh ấy uống. Ngay từ trước anh tín cũng nhận ra dấu hiệu đột quỵ của mình. Anh ấy bảo tôi bị tê hết một tay, dấu hiệu của tai biến. Tôi biết là cuộc sống của anh khó khăn, nhưng chỉ giúp được về tinh thần thôi, chứ kinh tế thì nằm ngoài khả năng của tôi. Anh thương tín vẫn nhận phim nhưng không nhiều, hai năm nay bệnh dịch nên chẳng đóng được phim nào. Cứ chờ đợi mãi, cứ chuẩn bị đóng thì dịch lại bùng lên, nên nghĩ anh ấy chỉ buồn mọi chuyện mất đi rồi thì không có gì để lại cho vợ con. Trước dịch thì cuộc sống của vợ chồng tôi cũng ổn, ai kêu đi xô đám cưới, cả lương anh ấy cũng đều đi. Hiện tại anh ấy không có chuyện gì buồn, anh ấy chỉ buồn mọi chuyện mất đi rồi thì không có gì để lại cho vợ con thôi. Lúc sung sướng thì con cái anh ấy không được hưởng. Giờ lại như thế này, từ trước tới giờ tình cảm của tôi và anh ấy vẫn như vậy. Nếu không thương nhau thì làm sao vợ chồng sống xa nhau được. Chúng tôi cũng không cãi vã gì lớn, chỉ đôi khi tôi nhắc anh ấy chuyện ăn nhậu thôi. Anh thương tín cũng là người chăm lo cho gia đình, đi vay phim được bao nhiêu tiền là gửi về cho gia đình hết, có bao nhiêu là anh ấy đều dồn sức lo cho con hết. Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, người trực tiếp điều trị cho thương tín, tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ hiện đã ổn định. Trước đó khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nói đỡ yếu người, yếu nửa người bên trái và không có người thân bên cạnh. Sau khi làm các thủ tục chụp chiếu xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ông vừa bị đột quỵ vừa bị viêm phổi. Ở thời điểm hiện tại, nghệ sĩ thương tín đã tỉnh lại, có thể nói chuyện và cử động được chân tay, nhưng ông vẫn phải nằm tại phòng cấp cứu để được theo dõi và tiếp tục điều trị. Nếu tình hình tiến triển hơn sẽ được chuyển lên khoa hồi sức. Tuy nhiên, ngay khi vừa hồi tỉnh, nam nghệ sĩ đã nhất quyết đòi ra viện vì lo không đủ tiền để trang trải viện phí thuốc men.